Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Đờm Vlog nha cả nhà. Thì quý cô chú anh chị thì bây giờ Nguyên Đờm đang ở một cái khách sạn. Thì ở lần trước thì khi mà mình đi lên trên Sài Gòn này mình khám bệnh nha cả nhà, thì mình cũng đã thuê cái căn phòng này và lần này mình cũng lại thuê căn phòng này nữa. Vì ở lần trước quý cô chú anh chị thì hai vợ chồng mình thì cũng thuê để ngủ để sáng đến bệnh viện khám. Thì trong đêm đó thì vợ mình có bị một cái vong, trong cái vong ở trong cái phòng của cái khách sạn này nè. Đó thì vợ mình bị đè liên tục 2-3 lần. Thì mình lần này nói chung thì mình trở lại mình cũng quyết định là muốn thuê cái căn phòng này. Vì từ trước đến bây giờ thì Nguyên Đờm đi làm tâm linh thì quý cô chú đã biết rồi đó. Thì khi mà nghe vợ mình kể lại thì mình quyết định là muốn thuê căn này nữa để mình có thể để quay cho quý cô chú anh chị mình xem, và mình cũng muốn biết coi cái vong này như thế nào mà cứ đêm đó thì cứ đè vợ mình 2-3 lần vậy đó. Thì hiện bây giờ thì cũng tầm 11-12 giờ khuya rồi quý cô chú anh chị. Thì hôm nay mình quyết định là mình sẽ đặt cam vào cái giường và hướng lại khu vực cửa chính luôn để xem coi cái vong này như thế nào nha quý cô chú anh chị. Thì Nguyên Đờm cũng xin nói sơ về cái bệnh của Nguyên Đờm. Thì trước đây thì mình cũng đã có nói trên kênh của mình rồi, thì Nguyên Đờm đang bị bệnh là coi như là giãn tĩnh mạch tinh quang. Thì nói chung cái bệnh này thì nó cũng hành mình rất là nhiều, do nó bị đau, nhất là đau. Thứ hai nữa mình không có đi xe máy được, cứ chạy đi được khúc thì đau nó thốn quý cô chú anh chị. Bởi vì nhiều khi mình đi quay xa thì phải đi xe Honda đó, thì đi khi mà mình đi xa thì nó bị thốn quá cho nên không có đi được. Thì mình cũng đang cố gắng để lên bệnh viện Tuấn ở trên Sài Gòn này để cũng rất là mong là các bác sĩ có thể điều trị cho Nguyên Đờm đó cô chú anh chị. Thì Nguyên Đờm thì chỉ nói tâm sự xíu về cái bệnh của tình của Nguyên Đờm thôi. Thì thôi bây giờ Nguyên Đờm sẽ tiến hành và đặt cam để xem thử coi cái vong này như thế nào nha quý cô chú anh chị mình.
sát nhau.